Ok vì rất là nhiều bạn yêu cầu nên là mình sẽ làm video clip uh, phân tích Và trận giữa T1 và gen Z là một trận đấu hay Một trận đấu đạt kỷ lục về view trên LCK tiếng Việt Một trận đấu mà cả hai thể hiện rất là nhiều điểm sáng Mặc dù phong độ hiện tại của cả hai không phải là phong độ tốt nhất uh, So với những gì họ đã thể hiện tại vòng bảng, Nhưng mà cả hai đã đều thể hiện được cái khả năng thích ứng trong cấm chọn Lẫn cả triển khai cái thế trận của họ macro các thứ cực kỳ kín kẽ Và nó dẫn tới một cái kết quả là cả hai phải cần tới 5 ván rất là căng thẳng Để có được... Uh, trước cú vô địch thứ tư liên tiếp dành cho phía Genji hơi buồn cho phía t Quan nhưng mà mình cũng uh, rất là tự tin với cái màn trình diễn này thì thi Quan sẽ trở thành một đội mạnh ở tại MSI Đãi và vẫn có cơ hội một... để mà nói là bên phía thi Quan họ đánh được như thế này thì cũng là một cái sự tiến bộ của họ rất là rõ ràng sau trận thua trước Hanwha sport với tỷ số 0-3 đây là một loạt những cái trận BO5 mà thi Quan thể hiện sự tiến bộ của họ trong một khoảng thời gian ngắn mặc dù có những khó khăn liên quan đến việc tập luyện thì chúng ta sẽ có phân tích uh, chi tiết từng ván nhưng mà mình sẽ phân tích nhanh thôi anh em nhé bởi vì là Uh, cũng là một cái nỗi đau của T1 nên là mình sẽ <laughs> phân tích lướt lướt qua nhanh cho các bạn xem về kịch bản của cặp trận BO5 này thôi chứ cũng không có phân tích quá là chi tiết nha anh em nha. Ok và đó đầu tiên, Genji ở nhánh thắng thì họ quyết định được quyền chọn đội, họ chọn phía đội 1. Và họ cấm đi Oriana của Faker, Varus của Gumayoshi và Vi con mặc định này là con tướng cần phải cấm Bởi vì Honor hiện tại như mình đã nói ở tại cái clip phân tích hàng spot Hiện tại Honor là dừng đánh tấn công sớm và đánh tấn công sớm hiệu quả Nên bên phía của Gen cũng rất ngại những con tấn công sớm như là Vi, Một con tướng tấn công rất trực diện Và nó có thể mở ra rất là nhiều những pháp sư khu đường giữa dành cho Faker với con Vi đi rừng của Honor Thì bên phía T1 mặc định ban con Senna đội 2 Họ mặc định ban thêm con TF của Kin anh em nhé Đây là một con bài mà Hiện tại là Kim đi đường cũng rất ghê với Tito ở ở phía đội 1 họ có quyền first pick luôn. Trong khi đó thì lực cầm cuối cùng của họ là một con Salia của Châu Vi thì kèo đấu đường giữa đang xác định luôn. Nó sẽ là kèo Asia dành cho Faker thì là có kỳ Châu Vi rồi. Bot bên phía của Genji được ưu tiên một cặp bot mạnh đó là Nauti cùng với Kalista. Đây chính là cặp bot cứu cánh cho Genji tại phong độ thấp của họ. Một hen đang không có phong độ tốt đúng không? Có cái định mệnh gọi đến từ Kalista để cứu. Một Pay và Lehen đang đi đường không ngon thì lúc này lại có Kalista và Nauti là những con đi đường ổn để họ ít nhất là không bị thua đường quá nặng khu đường dưới và ván này thì họ không đi đường thua, quá nặng so với T1. Ở T1 thì họ có một con Raven ở đây để áp lực đi đường bởi vì là lúc này không còn Varus thì không còn được khả năng đi đường với Kalista nữa ngoại trừ con Raven. Caitlyn à, các thứ thì nó không dùng được nữa rồi. Thì con Raven này là một con tướng mà bên phía của T1 không nổ hũ được ở khâu đi đường, đến giữa trận thì họ nổ hũ được. Nhưng mà cái lượng sát thương của Gumayoshi trong ván này nó gây ra không được quá đáng kể Cũng không phải là một áp lực gánh tim với Raven được nổ hũ Bởi vì phía bên kia là có rất nhiều sát thương Tới từ Koki, tới từ con Rumble Kin nữa Mà Kin lúc này lựa chọn Rumble đánh đường trên rất tín luôn Con Atrox Plastic của Fenty One không hiệu quả Thời điểm này nếu như để cho rớt tự chơi khu đường trên Atrox kèo 1-1 với Rumble là thua Đến tim file là bên phía của Genji cũng cắt cử nhân sự rất là tốt Để họ có thể kiểm tỏa những pha bọc sau đến từ rớt Và rớt ván này những pha bọc sau không hiệu quả là cái thứ nhất cái thứ hai là tim cũng không tìm được Koki Kalista nên là phía t cái cánh còn lại là Azir với Raven thì họ không có đủ khả năng để có thể giao tranh khi mà thiếu đi áp lực tới từ Zeus và thời điểm này thì cái vị thế của Aatrox nó bị mất đi sau vòng bảng rất là nhiều rồi nên là bên phía Genji đã có một cái điểm thành công là để cho Kin phế Zeus ở không đi đường trước sau đó tới tim họ có những cách để phân chia nhân sự và phế thêm cả Zeus trong tim nữa thì cánh dưới t đã không đủ sức để có thể carry cái ván đấu này và đặc biệt là con Poppy ở Maokai này mình cứ tưởng là Poppy đi rừng mình cứ tưởng là Poppy đi rừng ở Maokai hỗ trợ nhưng quyết định của T1 là để Maokai đi rừng và Poppy hỗ trợ ờ, Nhưng kể cả là Poppy hỗ trợ cho tay Keria Thì thứ nhất là nó bị vấn đề là khi mà Poppy có cho tay Keria Đây là con bài chống chịu không đủ khỏe Bước lên tuyến đầu mà ăn đam có Rumble cùng với Kalista là chết rất sớm Cái thứ hai nữa là Poppy đi rừng cảm giác cũng không băng trụ được nên là khả năng mở của Tuan với Poppy và Maokai đến từ bộ đôi Honor và Carria ván này mở không đủ khỏe trước khả năng cấu rỉa của Koki anh em nhé và Genji đã làm được rất là nhiều điều hay ở trong cái ván này nên là họ vừa phế được Rớt, họ vừa khiến cho Honor không mở được hay là Poppy của K'er cũng không mở được. Và nó dẫn tới một cái thế trận là cứ đánh TF là con Rumble Kin nó vẽ vài cái quả R nhìn nó ghê gớm quá. Kin thực sự là có một cái phong độ quá ổn định trong suốt suốt một mùa giải kéo dài đến như vậy, phong độ cực kỳ ổn định mà đánh chất tướng cực kỳ hay luôn. Cứ pick kèo nào là đánh cực kỳ đúng chất tướng anh em nhé. Pick carry đánh kèo carry là ra chất tướng carry đánh kèo tanh với tanh hơn chất tướng là hơn chất tướng là ăn khiên trụ là hơn chỉ số pha và ván một là một ván bên phía của T1 đã rất nỗ lực trong việc nổ hũ cho Yoshi nhưng rất tiếc là nổ hũ xong thì con Raven này cũng không có đủ áp lực để mà carry sát thương khi mà đọ cái tầm hoạt động với Koki của Chovy á là cái tầm hoạt động không lại mặc dù là Raven của Guma xanh anh em nhé rất xanh sau khi nổ hũ nhưng không có được tầm hoạt động đủ tốt trước Koki của Chovy cái đội hình này rõ ràng đội hình mở không khỏe đội hình này mở không khỏe không có những con hỗ trợ mở đa dạng của Keria thì không bắt được con Cocky này của Chovy. Nó thấy đi đường là bot bên phía của Genji đi đường rất là ok đó. Thời điểm này mà Pay với Lehen pick được cặp này là gọi như là xóa đi một điểm yếu. Nó giống y chang những con như kiểu là Saiya ngày xưa của Ghost hay là Zik hay là Jin của Ghost ngày xưa các bạn, thời mà đi cây á, thời mà đá quân á thì kể cả là Guma pick những xạ thủ đi đường mạnh mà gặp những cái sức tướng như vậy, Saiya sát lực hay là Dịch thủ hòa hay là zin của Ghost là những ông hoàng đánh cánh yếu á thì lúc này là một con Kalista và Nautilus anh em nhé Nên là ban thêm con Nautilus để đỡ được thêm rất là nhiều những áp lực ở những ván sau cho phía T1 Và nó sẽ mở ra những con như kiểu là con Annie chuối free của Lehen ván 2 chẳng hạn Còn ván này thì bên phía của T1 không có được nhiều lợi thế đi đường Đường trên thì thậm chí là rớt bị mất tốc biến Mất rất là nhiều chỉ số farm và bị thua kèo so với kin phía bên kia Đường giữa thì lúc này Vi đi đường quá ghê rồi Mình cảm giác là không có đủ cơ sở để cản Vi farm tại thời điểm này Mặc dù là Faker với phong độ đi đường cũng không phải là tệ anh em nhé Mùa giải này là một trong số những mùa giải Faker đi đường cực kỳ hay rồi Nhưng mà vẫn không thể cản đổi Châu Vi Farm đâu nha Đánh thậm chí là kể cả là có một ván năm là một ván bên phía T1 được nhà Orianna nhưng mà Orianna cũng không thể kiểm soát được Koki Farm tại điểm này Tức là Orianna là con tứ đi đường mạnh nhất của Faker tại điểm này rồi Cũng không thể cản Koki Farm Thì những con như Asia này không thua kèo là may rồi Chứ đừng nói là Chứ đừng nói là thắng được kèo còn Koki của Châu Vi anh em nhé Giết được nó là cả một vấn đề đó không farm thua là ok rồi anh em ạ và sau đó thì rớt đường trên bị khai thác sau những pha đổi đường ngày hôm nay gen Z rất chịu khó đổi đường anh em nhé bởi vì nếu đi đường thông thường thì họ có thể sẽ bị thua đường ở khu đường dưới và có một pha mà lên đánh lỗi mất cái tốc biến đó, là họ swap lên vừa ăn được mạng trên cộng đầu cho pay vừa đỡ được một cái khoảng thời gian không có tốc biến của pay và lên mà không cho con raven xả tiền thì con giống cái tố thứ hai ở bên phía của gen Z với gói hàng của Chovy thì ăn thoải mái thôi rớt lại bị thọt ở không đi đường và lại cần thời gian farm mà chưa lại phải bỏ nhưng một điểm lợi là họ ăn được dòng một bỏ thoải mái em thấy t một cứ gặp cốc kỳ là cứ sợ không dám giao tranh rén rén kiểu gì ấy mà các đội khác gặp cốc kỳ vẫn giao tranh ổn mà t một lại sợ <laughs> cốc kỳ ở châu vi nó lại câu chuyện khác em à <laughs> cốc kỳ ở châu vi nó lại câu chuyện khác em à mỗi lần giao tranh rồng nó lại cầm cái gói hàng xuống cứ 5 phút một lần giao tranh rồng là lại có gói hàng áp lực nó không phải nhỏ đâu anh em nhé Ván này Kin nó lại còn phụ carry chứ bảo con Calista này carry đâu carry đâu. Calista ở pay đánh tầm tròn vai là ok rồi. Còn Kin với cả Chovy ván này carry mà. Thì luôn luôn có một người thứ hai cho đến bên phía của T1 à, bên phía Genji để hỗ trợ cho Chovy carry là ok. Không Cannon thì là Kin, không Kin thì là Cannon. Trừ pay ra thôi. Thì đây là một mạng xả tiền rất là giàu dành cho Gumayusi rồi. Một nghìn tiền từ cái mạng hạ gục đó dành cho cái lượng nội tại của Gumayusi pha này thì An lại tiếp tục mất tài nguyên trước thời giao tranh với cái chiêu cuối của Keria. Chiêu cuối Keria không hiệu quả, chiêu cuối Mao Cai cũng không hiệu quả. Và thế họ mất thêm một con rồng nữa. Nếu như con rồng này họ chủ động bỏ thì mình nghĩ là họ sẽ có thể gỡ được khá là nhiều trụ đường trên đó. Gỡ chỉ số farm cho rớt các thứ nữa. Thì pha này là một pha mà Kin lại làm cái quả R anh em này. Nhìn này. Nhìn nó thấm điên luôn một phát R bốn người fake uh, lách cái R vừa rồi dính cái kéo chết luôn mà. Đây thực sự là một ván đấu mà Kin cho thấy được cái khả năng xử lý Rumble đi đường là rất đúng chất tướng. Kèo thắng chất tướng cần phải xử lý win là win. Đến team fight vẫn biết cách để dùng chu cuối. Tất nhiên là faker không bao giờ phế cả. Faker vẫn có những cái tác động của faker nhưng mà đúng là để thắng đường chu vi thời điểm này là nó không phải dễ anh em. Những cái pha mưa tên lửa như thế này đây các bạn thấy kerala không mở được cho bên phía T1 Mất đi khả năng mở kerala là mất đi một cái gì đó cực kỳ lớn rồi anh em nhé mất đi một cái người mở giao tranh tín như là Kerry là Fenty đã mất rất nhiều thứ rồi mà lại còn bị mấy quả mưa tên lửa của Kim làm những quả như thế này thì đánh team giữa trận cực kỳ khó khăn cho Fenty luôn nhưng mà thấy nhưng mà Fenty vẫn có những cách để họ macro nha họ macro rất là tốt ở những con Baron đây là một pha thua team mà thấy game nó hơi cúc cúc rồi đó thấy có kỳ nó nó gần này lợi thế thấy hơi cúc cúc rồi đó nhưng mà Fenty vẫn biết cách để có thể macro đây là những pha fit là fit liên tục của Fenty luôn double kill cho Kim nhưng mà họ lại là những người chủ động ép Baron thời điểm này thế trận hiện tại là Genji hơn T1 tầm 3k tiền. 3k tiền và 3 một về rồng anh em nhé. Nhưng mà T1 lại là những người chủ động tấn công khu vực hang Baron vì họ biết là lúc này các carry bên phía Genji đang không tốc biến. Kể cả là họ cũng vậy, họ cũng đang bị thiếu tốc biến rất nhiều vị trí. Nhưng thà là lúc thiếu tốc biến này đánh nhau, đang ở thu tiền thì còn có cơ hội để tạo đột biến. Còn hơn là cái việc mà cả hai cùng có tốc biến các bạn thua tầm 3 nghìn tiền cái lúc đó các bạn sẽ giao tranh ở trạng thái cực kỳ khó khăn để bắt các carry đối phương. Thì pha này là pha côn Baron hoàn toàn chuẩn xác của t ăn được Baron rồi ai về được thì về Ai sống được thì sống, ai mất thì thôi Chấp nhận câu chuyện là sẽ mất những người sau Baron Còn không để cho phía Gen Z đánh một hồi Họ có Baron là họ ép banh nhà Họ lăn cầu tuyết là không không thở nổi đâu anh em nhé Nên là những quyết định Baron của T1 là những quyết định cực kỳ hay Kể cả cái trận gặp Hangout Cũng là một trận mà bên phía T1 thể hiện được khả năng kiểm soát Những pha macro Baron siêu hay luôn các bạn Và đây bên phía Gen Z gặp khó ở chỗ là Họ không có dịch chuyển từ Kin đó. Rất là nhiều pha bên phía của Genji bị một vấn đề là không có dịch chuyển của Kin nên là họ bị họ bị yếu macro trong việc tiếp cận các con baron đây là một pha mà one rất là thành công khi mà có mạng dành như faker có được baron có con raven vô cực kiếm ở đây và sau đó giao tranh diễn ra thì các bạn thấy là rớt này anh em này bình thường con ăn chóc của rớt bọc sau nhìn nó cực kỳ nguy hiểm nhìn nó cực kỳ ghê luôn á nhưng mà những cái ván như thế này là những cái ván mà cứ bọc sau là rớt bị bắt cứ bọc sau là rớt bị bắt không châu vi kin thì là Cannon cùng với kin hoặc là Cannon cùng với châu vi tức là luôn luôn có một người kèm vào cùng với một đường đơn bên phía của Genji để bắt một con ở bọc sau và cái tuyến sau này là cái tuyến mà con Aatrox này không đủ khỏe vì đi đường đánh cùng với Rumble là kéo thua không thể đánh hơn được so với Kin về chất tướng đi đường với con Rumble vì Kin xử lý đường chất tướng nó quá là khủng khiếp đi pick kéo thắng là auto thắng à rồi chưa kể là cái phần còn lại bên phía của T1 họ ép cũng không đủ mạnh vì đội hình không thể ép giao tranh được do là con Poppy hỗ trợ thì nó không mở giao tranh khỏe như là những con nhà Naughty hay là Rell hay là Nico vì vậy phần còn lại của t cũng không thể giao tranh thắng được họ chỉ kéo dài được ván đấu ra với việc là Honor nỗ lực trừng phạt để khiến cho con rồng người tôi tiếp theo nó vẫn là con rồng gió thôi, nó chưa phải là rồng ngàn tuổi thôi. chứ thực ra giao tranh với đội hình này phía thi hoàn là giao tranh khó ở đó là mp này, <laughs> mp hôm nay <laughs> nguyên cái series bo năm tại playoff này mp đánh tàng hình luôn, chỉ có những pha bóp tim như thế này đây, từ trận gặp đi cây thu đường em minh với là hôm sau đánh với Hang Online Spot thua đường Viper là mình thấy là Pay hiện tại là không ổn tí nào rồi Pay à. Nhưng mà cánh trên của Genji vẫn vẫn tín anh em ơi. Vẽ mấy quả mưa tên lửa nhìn nó sợ thật sự luôn đấy. Honor không tốc biến vẽ quả mưa tên lửa bốn người, ba người tiến sau bỏ Honor chạy chứ làm được cái gì pha này nữa anh em. Bốn cấp chào cưng nhé. Chúc Alestrim vui vẻ. Thanh Hà nhé. yêu. Nhưng mà đó, ở thế thua thì vẫn có những quả macro như thế này. thì vẫn có những quyết định Baron cực kỳ chuẩn xác. Đây là một quyết định Baron hoàn toàn chuẩn xác anh em nhé. Kể cả là Baron xong thì tất nhiên là sẽ có những người nằm lại hoặc là mất những phép hỗ trợ tốc biến các thứ để rút lui thôi. Còn hơn là để bên phía của Genjian. Và họ lại là những người bị ép nữa. Thôi ăn được ai về về ai bỏ ai bỏ. Không có không, 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 có lựa chọn thứ hai tốt hơn đâu anh em nhé. pha này thì bắt được Chovy nhưng mà mất thêm một người đứng giữa đó là Honor. Honor cũng bị bắt sau đó thì T1 cố gắng tận dụng Baron khu vực đường giữa suýt chút nữa là Guma bị con Rumble kin thiêu chết pha này luôn rồi may mà tốc biến sang phía bên kia bờ tường kịp nhưng mà Lehen có quyền tự tin mở vì Kalista nó có chu cuối nó giúp cho Lehen mở rất là tự tin đấy nó có Raven này ăn mạng xả tiền nhưng mà Vào team pha áp lực nhiều quá vừa phải đọ carry với cocky cái tầm hoạt động nó quá xa vừa phải đọ với cái súng Phun lửa của Kin nữa thì quá khó dành cho Raven của Guma luôn Mặc dù con Raven này phun đồ ấy, anh em nhé Nhìn phun đồ này anh em này Tầm thời điểm này là ném 100% tỷ lệ chí mạng rồi đó Trong khi đối bên phía có Genji bảo là chống chịu Châu thì cũng không phải chống chịu Châu nữa Đây rớt những quả bọc đầu của rớt đây Những quả bọc đầu của rớt nhìn nó không áp lực Không hề có áp lực Thường đến những góc team pha như thế này là con Aatrox sẽ đứng ở đây này anh em này 100% Aatrox sẽ muốn đứng ở đây để áp lực vào tuyến sau bên phía của Genji Nhưng mà ngày hôm nay Genji không cho t làm điều đó một cách dễ dàng họ luôn luôn kiểm soát được vị trí đứng của rớt họ không cho rớt có những quả bọc đầu nhắm tới tuyến sau của họ đây là cái hay của gen -G. rất nhiều team đánh với siêu không kiểm soát được con a chóc để nó bọc sau như này là kể cả những con a chóc không ba không bốn ấy nó bọc sau được những quả như này nhìn nó vẫn rất là ghê nhưng mà gen thì không gen họ không để điều đó diễn ra quả này thì không hiểu tại sao là lượng sát thương của faker lại lớn đến như vậy nữa xỉa ba đòn mưa kiếm hết tự nhiên nguyên đội hình về phía gen chết bốn người đẩy một pha phân chia thiên hạ và sau đó thì xỉa ba đòn mưa kiếm phải chết hết người đội hình gian gì còn mỗi châu vi mà châu vi giết được faker nên là pha này bên phía của t mới không win được game anh em ạ vẫn còn đó châu vi mà đêm ác 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 luôn đấy, anh em đam đúng kiểu ác quỷ luôn đấy phân chia thế hạ xong rồi xỉa xe xe xoẹt dẹt 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 uầy một xỉa chết cả ken lẫn kin nhưng mà còn châu vi cảm ơn anh chung gió mùa nhá thay đổi đội hình mà em đâu còn dàn nhân sự cũ nữa đâu nhưng mà T1 vẫn có quyền win được cái game này nếu mà canon không làm một quả outsmart ác quá nó có những khoảnh khắc siêu sao của Genji Genji vẫn có những khoảnh khắc siêu sao của họ mà các bạn thấy rồi đó chỉ một cú trừng phạt lấy được dòng ngàn tuổi thôi họ win tv rồi Chứ nếu như pha này mà Faker Guma mà có dòng ngàn tuổi là chắc chắn là bên phía Genji thu team pha luôn các bạn Làm sao mà con Naughty này sống được Làm sao mà con Corki đọ tay đôi với con Raven có dòng ngàn tuổi với Azir dòng ngàn tuổi được Nhờ mất dòng, một khoảnh khắc thôi Đây là khoảnh khắc tiếc nhất của Thiêu An trong ngày hôm nay Nếu như họ thắng pha team fight này và họ có được dòng ngàn tuổi Chứ, thấy chứ chắc họ đã thua game 1 thôi anh em Mà thắng được game 1 nhiều khi lại 3-0 rồi như khi là 3-0 rồi Tất nhiên là Cannon cũng bị smile bởi Honor không ít lần Không ít lần Ở trong cặp trận BO5 này Nhưng mà một cú trừng phạt xuất sắc của Cannon thôi là có nguyên ván một rồi Và sợ ở đây là Tôi và anh Lu cũng hỏi một cái dấu hỏi là Rất sợ lần lỡ như mà T1 thua cái ván một này Sau khi đã gồng như thế rồi mà vẫn thua Thì nó có thể ảnh hưởng tới những ván sau Tức là có thể thua không ba luôn Thì kịch bản đã thực ra nó diễn ra rồi nhưng mà không, thì 1 vẫn đánh rất hay ở hai ván sau và thắng liên tục hai ván. Vì ván này còn any pick fail. Các bạn nhìn đôi bên phía của Genji thời điểm này ai là người carry? Điều kiện thắng của Genji là gì? Là Aurelion Son là Varus đúng không? Thì chỉ có Chu Vi thời điểm này cánh team thôi, còn Varus của Pay hoàn toàn vô hại, thậm chí có thể gọi là thua đường nát bét tại là nhè luôn. Là bot bên phía của Genji là cục tạ ván này anh em nhé mà Kin với Rexai không thể carry được. Con tanh duy nhất mà Kin carry được là con cờ Sante và ván này thì là ván mà bên phía của Genji mặc dù Kin đi đường hay nha anh em nhé Kin đi đường vẫn rất tín với kèo Rex và Cơ T kèo thắng khả năng phục hồi không xài năng lượng Kin có khiên trụ Kin rất trâu Kin tanh cực kỳ tín nhưng mà khả năng carry sát thương là không có và đội hình này cần Varus cần Aurelion Son khỏe thì chỉ có Son của Châu Vi khỏe thôi Varus này phế Varus này còn nuôi quái vật Kalista đường dưới nữa anh em nên là Genji cũng đã nhận ra vấn đề ngay mà họ nhận ra vấn đề ngay là con Annie đường dưới không không thể winland được họ nhận ra là đường dưới lúc này họ không có khả năng carry họ nhận ra là kin sẽ carry được nếu mà có cờ sân tây đường trên và họ thay đổi nó ở ván năm còn ván này bên phía t thì bot đi đường quá hay rồi nico với cả calista đi đường bao tí luôn đi đường mà gác ba bốn chục cs là gác cứ rất khủng khiếp anh em nhé họ gác được một lợi thế đi đường vô cùng khủng khiếp trước bên phía của genji sau khi Kuma có được chứng công đầu sau đó thì tiếp tục là những lợi thế khu đường dưới của t pha này thì ken nên mất, lợi, mất tương đối nhiều thời gian để honor ăn được sâu cánh trên ha sau đó thì owner còn ăn được cả dòng canh dưới nữa mà mỗi lần khởi đầu bot đi đường thuận lợi các bạn thi ăn đều có rồng và con rồng đó có thể cứu được rớt trong nhiều những kèo thua nó sẽ có những con rồng giúp cho rớt được farm khu đường trên khi mà thi ăn có thể quyền bung bỏ họ kiểm soát được một hai con rồng đầu là họ có quyền bung bỏ con rồng hai rồng ba rồng bốn gì đấy để cho rớt có thể farm lại trong những ván đấu mà rớt bị thua đường có bạn nhìn này kin này kin đi đường quá tín luôn đấy ăn được cả khiên trụ đường trên kèo cờ kè sân tê này. dùng tàn phá hủy diệt ăn khiên trụ tranh lệch chỉ số farm những cái bot này nát Bot này chục CS xong bị đai quả này nữa là mất thanh tẩy, mất mạng Xong mất khiên trụ tùm lum hết Lán Kalista của Gumayoshi có được tới 3 mạng khởi đầu Và nó phóng quy rất là thốn luôn Mà ván này là ván mà chỉ có một mình vi có áp lực về mặt sát thương thôi Kin chỉ có áp lực chống chịu và bên phía T1 lại có rất là nhiều con tướng sông sáo tốt ví dụ như rớt kèo này nó là kèo mà con cờ sân tây bị thua đi nhưng mà team fan nó chuyển dạng nó vẫn tìm được châu vi à Sao con Annie nó phế điên phế khùng mà vẫn pick lần 2 là sao em cô hiểu đơn si Không kẹp con Annie ở ván đấy thì nó lại câu chuyện khác nữa Con Annie ván đấy thì nó lại ép được rất là nhiều pha tốc biến mở đẹp bằng con gấu Con Annie ván này thì thu đường quá nặng nên là không bàn cái câu chuyện team được nữa Con Annie ván này là phế điên luôn Ở phía bên kia rõ ràng là carrier ván này có công cụ mở đấy anh em này Đây là một con Nico mở rất khỏe của phía T1 Và Carrea đã mở rất là nhiều lần trúng cho vi các bạn nhìn đối bên phía t ai cũng là người áp được được vào chu vi hết trong khi đội hình có một con carry duy nhất à mà phía bên kia năm con đều mở được vào con ...Aurelion son thì một mình Chouvi là không không đủ để cáng đá anh em nhé các bạn nhìn này Kalista mở đi mẹ bẫy gọi nico mở nổ hoa xin giao xông thẳng và bán nguyệt thương a phân chi thiên hạ cờ sân tây chuyển dạng chơi khô máu tất cả những công cụ này của City thi đều để bắt một con Aurelion son và họ chỉ có mục tiêu duy nhất trong ván này thôi là làm sao bắt được Aurelion son cảm ơn hello kitty nhá làm sao để bắt được Châu vi thì họ đâu cần phải suy nghĩ câu chuyện pay pủng làm gì đâu không 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 có lựa chọn thứ hai trên phía t quan trong tình huống giao tranh một mình châu vi thôi và họ đã làm được rất là tốt trong việc là bắt chết châu vi vì châu vi thì bị nhắm tới quá nhiều nên sẽ có những pha mất spell mất tốc biến các kiểu thì thế trận đấu trận bạn thấy là rất là căng cọt hai bên đều cực kỳ gọi là đổi qua đổi lại với một con aurion son xanh thì bên phía bên kia thì cũng là một con kalista xanh nhưng mà đến team fight thì câu chuyện của genji quá khó cho một mình châu vi quá khó anh em à một mình châu vi là không đủ không có ai san sẻ áp lực carry hết nó không có một con kha dích trong khu vực rừng nó không có một con cờ sân tây đứng trên của kin hay là có một con rumble đứng trên của kin và nếu thế thì quá khó để châu vi một mình carry cái đội hình này với phía genji rồi đánh đến giao tranh giữa trận các bạn thấy là thiêu chỉ có nhắm tới châu vi thôi nhá một mình châu vi nhắm tới thôi mặc dù là khởi đầu rất xanh nhưng đây là một pha mà châu vi đã bị mất phép bổ trợ không phải đó là pha bắt Faker cơ nhờ bên phía thi hoàng cũng bắt được pay và sau đó khi mà châu vi mất một phép bổ trợ tốc biến đó, thì là kara mở một quả là châu v đi luôn cái quả mất tốc biến này của châu vi nặng nha cái quả mất tốc biến này của châu vi là tương đối nặng nha thế cho nên là Kerry đã vòng ra bức tường và mở một cú với tốc biến nổ hoa và lướt đai tên lửa bắt được châu vi một phát thôi là gen gì gãy chỉ một người nằm xuống thôi là Genji không còn khả năng team fight nữa rồi. Quá nhiều thứ đi. Quá nhiều thứ bắt châu vi ván này đi. Nên là Genji muốn carry á phải có một nguồn carry cánh trên khác từ Kin hoặc là từ Cannon, không không thể không thể gọi Pay là một carry thời điểm này. Pay không đủ khả năng để tạo thành một carry cánh dưới cho phía Genji. Không để Cannon tiếp cận Baron, có được Baron. Châu Vi tiếp tục không có phép bổ trợ tốc biến Châu Vi pha này thì vẫn được phà một cách rất là thoải mái Và Tiwan bị thua tim file vì không kiểm soát được Châu Vi Nếu như không mở được anh em nhé Nếu không mở được vào Châu Vi là Tiwan sẽ gặp khó như thế này Nhưng biết nhất họ có được con rồng Một cú quát ra kêu dành cho Châu Vi Mặc dù là pha này mở chết được con, con, con Azir nó mở chết được con Varus Nhưng mà bên này thì Gumayusi cũng gãy luôn Guma cũng gãy luôn anh em ơi Ôi wow. Hai đi cùng chết Nhưng mà vi mất cái tốc biến bỏ chạy ha Một thông tin mà phía T1 nhận được Và họ tận dụng được Để đánh những pha sau Mấy quả tốc biến Phân chia thiên hạ này là những cái quả mà Thực ra là không có cách né anh em nhé khi mà cả hai cùng có tốc biến ấy, bạn tốc biến ra phía sau đối phương bạn đẩy phân chia thiên hạ nếu đối phương tốc biến ra góc này đối phương cũng chết đối phương không tốc biến đối phương cũng chết với cái hitbox của phân chia nào nó sẽ là dọc cái đường này, này anh em này nó sẽ là hình một hình chữ nhật kiểu kiểu như thế này này thì nếu vào nó không tốc biến cũng bị đẩy mà có tốc biến về hướng cùng hướng với Azi cũng bị đẩy thì cái pha này từ là chung cái thế giới đến bây giờ rồi thì trên lý thuyết là con Azi mỗi lần băng vào như vậy nó phải tốc biến nó đẩy anh em nhé nó phải tốc biến nó đẩy đó thì tốc biến đẩy như thế là một phần trăm là chúng không lệch được Azi của Faker đã làm điều này không ít lần rồi Vi không tốc biến, T1 quyết định ép Baron với một pha đổi rồng với phía Genji và Genji có được rồng thì mất Baron và không kiểm soát được vị trí team fight của Faker. Faker đổi góc rất là nhanh ha. Mà các bạn nhìn Châu v không có không có tốc biến này. Cái không có tốc biến này của Aurelion Son đang một vết gọi là một vết chín. Vì cái nguồn sát thương đến từ Genji cánh trên với Kin và Ken này không có, không có không có sát thương. Pay thì hoàn toàn không không có sát thương rồi. Thì khi mà vi bị cờ sân tê với xin ra áp sát thôi là thấy cũng hơi cúc cúc rồi đó. Thêm con Azir Faker tới chọc với mưa kiếm nó đi luôn. Thì đây là một ván đấu mà rõ ràng là khi mà Châu Vi nằm xuống là Gen vỡ trận. Sau đó đến ván thi đấu thứ tư, ván đấu thứ ba và nó bản lề. Lại tiếp tục là bot bên phía của Gen Di, Lulu họ bị họ bị một vấn đề là vào team fight họ không có được khả năng carry. Tiếp tục là một ván đấu mà Kin cùng với Kennen đánh hai chất tướng chống chịu làm nền. Ván trước thì là Rail, Rexai Ván này thì là Rek'Sai, Seju cũng như nhau Có thể Flash né R Azer giống kiểu Flash đằng sau tên lửa dinh cô anh Được Trên lý thuyết là được Nhưng mà nó mong manh lắm Các bạn Flash sớm một tí cũng bị Mà các bạn Flash trễ một tí cũng bị Cái đấy rất là khó nha Phải Flash sang ngang né được cái hitbox của cái R Nazi á cái r gì nó đẩy một cái góc hitbox cực kỳ to nha phải flash sang ngang còn nó flash dọc cái đường của cái tốc biến nó vẫn bị à nó rất là khó đó nên là các bạn phải tham minh cực kỳ chuẩn luôn ấy Nhưng mà tham minh thấy nó khó lắm anh em Đây là một ván mà Genji vẫn đang tiếp tục đặt niềm tin vào Pay nha <laughs> Còn Afen đi đường không thu quá nặng Đồng ý câu chuyện là vì Lucian cầm thanh tẩy của Guma này không đè được lên Nhưng vấn đề ở đây là Vào team file Pay vẫn không bắn được vào team, pay, vào team 5, pay toàn bị con rác nó nhảy vào xong rồi chết chay xong rồi một mình châu vi với Azir là không đủ để cáng đáng cái đội hình này về mặt sát thương Nên là sau cái ván này anh em nhá là Genji họ đổi họ đổi chiến thuật 180 độ luôn. Là họ sẽ để cho một trong hai người là Kin hoặc Cannon có khả năng đánh carry. Nếu mà Cannon đánh tanh thì Kin phải có được cờ sân tê. Hoặc trong trường hợp mà Kin đánh tanh khu đường trên thì dừng phải carry. Ví dụ như con Kha'Zix thì đây là một cái thay đổi trong một cặp b 5 thôi. Một cặp b 5 thôi anh em nhé. Họ nhận ra vấn đề ngay trong một cặp b 5 và họ có thể sửa trong một cặp b 5 luôn đây là cái hay của bên phía Genji nha họ có thể thay đổi chiến thuật tùy tình huống và cái bể tướng của họ cho phép họ làm điều đó không thấy Ken đánh carry không phải là Ken không thể đánh carry chỉ là Ken đánh làm nền thì nó dễ chơi hơn và đang ở thời điểm phong độ pay không tốt thôi chứ phong độ của pay mà tốt như vòng bảng là Ken với Kim cứ mặc định đánh những con tanh thôi các bạn thấy những con như thế này thực ra nó xuất hiện nhiều ở vòng bảng nó sẽ là gì nó sẽ là cờ sân và ở đi đó cờ sân đi rồi mau cai ở đây này mau cai seju poppy thứ ở đây này nhưng mà khi mà cần một phát là vẫn pick ra được Thì tức là về mặt yếu tố con người ấy nhá Là Genji có một lay mà con người của họ có thể phục vụ cho rất đa dạng sự chiến thuật Còn bên phía T1 thì sự đa dạng chiến thuật của họ ngày hôm qua mình cũng đã phân tích rồi Hiện tại họ cũng có được sự đa dạng chiến thuật rất là lớn Chỉ là những chất tướng hạc carry đường trên của rớt á Trong thời gian ngắn thì nó đang bị gói gọn bởi con Vayne này quá Con Vayne và con TF họ mặc định ban rồi con Vayne này là một con tướng mà bên phía của Genji đã ban nó liên tục không cho rớt chơi vì rõ ràng là rất cần khả năng đánh an toàn từ cả Kennen lẫn cả kin Mà để cho V xuất hiện thì tất nhiên là bên phía Sivan sẽ có một nguồn gánh tim khu cánh trên rồi Thế nên họ liên tục ban ven của rớt và khiến cho rớt gặp khó trong cái cặp trận này luôn Ván này là một ván ít nhất là xử lý kèo tốt thì con rác với con rách sai thì là còn trụ được nha còn khi mà rác cùng với cờ sân tê là kin đè rớt ra solo kill liên tục giống ván năm mặc dù kèo này vẫn là một kèo mà Kim vẫn xử lý đường tốt thôi nhưng mà cái tác động của Rexai tới với cái giai đoạn giữa trận nó không được nó không được nhiều bằng cờ sân tê thì tức là với phía Genji họ đã thay đổi và thích ứng ban pick rất là hay đây là một pha mà Honor đã phế được Kennen trong suy xuất ván đấu này rồi một pha solo kill thôi nói chung là nó cũng rất là giống với cái pha mà con Poppy của Honor chạy sang rừng đấm con heo tặc răng Nói <laughs> chung cái thế giới các bạn thì chỉ cần Honor đánh như thế được thôi chỉ cần Honor làm được quả như này thôi là thấy game nó sáng hẳn luôn rồi đây là một cái mà Honor đang làm rất tốt ở tại thời điểm này với dừng đánh tấn công sớm. Có hiệu quả. Và đó là lý do vì sao mà Genji liên tục phải ban con vi của Honor trong ngày hôm nay là như vậy. Pha này thì Kin đẩy không đứng trên, thậm chí là thoáng tới cái mức proxy nhưng mà pha di chuyển rất là bất ngờ của đã khiến cho Kin bị mà nằm xuống một mạng. Những cái mạng này thì tất nhiên là phải cũng phải trả giá bằng một vài chỉ số pha đường giữa, một khiên trụ dành cho Chovy với Azir có tàn phá hủy diệt và đường dưới thì ván này mặc dù là bên phía của Genji đi đường tốt nha, Afelulu thì đi đường với Lucian, Nami dẫn ok nhưng mà đến Tifa thì chuyện không? câu chuyện nữa. Câu chuyện Tifa của bên phía uh, Genji nó quá khó khi mà đặt nguồn sát thương carry vào Afelulu của Pay mà Pay thì lại không giữ được vị trí vì áp lực quá nhiều của phía T1 Đây là một pha băng trụ mà rõ ràng là bên phía của T1 không lỗ anh em nhé. Họ vẫn có được mạng của Kennen rơi vào tay Gumayushi Và rồng thì bên phía của t ăn được một rồng đầu Nên là con rồng này có team fight thua mất thì cũng không có vấn đề gì cả Nó vẫn là thế trận rất là cân đến từ cả hai team Mà cứ đến team là pay chết này anh em này Đây là thời điểm mới có 13 phút thôi Tức là cái lượng sát thương đến từ phía t nó còn chưa nhiều nữa cơ Mà pay còn hai spell xong lại còn Lulu búp mặc dù là pha này không có khẩu nổi hóa nhưng mà lại tiếp tục chết tiếp anh em à. Chết mà kiểu đúng chết chay luôn á Rác nó bơi vào nó cc xong rồi dính quang địa chấn cái chết chay luôn ấy, anh em ơi Nhấn kịp đúng cái R thôi à Tức là phản xạ của Pay nó cũng đang không được ổn lắm với những tình huống mở của Siwan Mà mở rất là trực diện ấy, anh em nhé, mở bằng cái súng cao su à Mà Genji thì cái tuyến trước của họ là Rek'Sai và Seizu á Thì thường xuyên có xu hướng là Cannon và Kin sẽ mở đó Mà những người này mà mở là hở tuyến sau nha Nó sẽ có những công cụ để cản con rác là gì một là cái Q của Seju Hai là cái R của Châu v. Cái R của Châu v đa phần là dùng mấy play chung với cả mấy cái bộ la băng các thứ rồi Nên là pay tuyến sau cứ hở ra một phát con rác nó nhảy vào là chết Phát này là Honor bị chồng CC tỉnh không nổi anh em nhé Bán người thương trễ sau đó chết luôn mà Mất sứ giả luôn Dòng thì có hai dòng cho bên phía của T1 Nhưng mà Genji họ kiểm soát được rất là nhiều mạng nhưng chỉ là cái vấn đề team fight của Genji ván này gặp rất là nhiều khó khăn Đây là Fatih đã tìm được Chovy để xuất đa Chovy Vì ván này Cái mối quan tâm của Thi One sẽ san sẻ sang cả Chovy lẫn cả Pay nữa Nhưng mà vì Pay chết dễ quá <laughs> Vì Pay chết quá dễ nên là họ cũng không cần phải tốn nhiều tài nguyên để giết Pay Và họ vẫn còn những thứ để chăm sóc Chovy nữa nên là các bạn thấy mặc dù là đi đường ván này thì ít nhất là bot bên phía Genji không đi đường thua nặng nữa đâu nhưng mà cái câu chuyện team fight của phía Genji trời ơi đến thời điểm này các bạn thấy là tiền hiện hiện tại là phía Genji đang hơn tiền anh em nhá hơn cả tiền họ chỉ bị thua dầu nhưng mà cái đội hình này rõ ràng nếu mà đánh đúng team 5, thì họ không hề yếu chết những quả như thế này thì đỡ làm sao đây con Azir không có tốc biến cho vì làm sao mà carry được những quả như thế này đây một sai lầm ở Baron họ đang rất, họ đang có cái thế rất là chủ động họ đang đẩy vào để cắm mắt sâu trong phần rừng của T1 đùng cái hai ông AD support làm ra chết ạ. À. Rồi Vi làm được cái gì nữa giờ? Con Azir lên uh, quyền năng. Kim cũng không có sát thương nữa quả này mà là cờ sân tê nó chuyển dạng nó khô báo nó đấm thì đúng là không biết đâu một lần anh em ạ <laughs> nhưng đây là một con rách sai là một con rách sai đi đường mạnh hơn cờ sân tê nhưng mà vào team fight thì nó không có độ đột biến cao bằng sau đó thì chết hết luôn chết hết cả team luôn châu v không tốc biến ở tình huống khu đường trên và thế là t có được lợi thế lớn sau baron sau pha quét sạch này họ có baron nữa anh em nhé sau pha big win này là đến phía team triển khai team các thứ cũng rất dễ vì a của pay cứ lăn ra chết thôi bô la băng hàn sau đó thì hở xương các bạn thấy là tuyến đầu bên phía genji là gì là Kennen quy lên đúng không quăng bô la băng phải cần nhấn cái đồng hồ sau game xong pha team này luôn rách sai đào hầm lên đúng không <laughs> guma đứng ở đây con rác đứng ở đây mục tiêu của rớt với guma phát này là gì là pay và lehen Faker gặp gì không? kể cả Faker có chết pha này đã chăng nữa nó vẫn là một pha win chay. nó chắc chắn vẫn là một pha win chơi cho phía T1 chưa kể là Faker còn đồng hồ còn tốc biến tuyến sau quá ngon luôn đấy anh em này hở xương tuyến sau rồi tất cả mọi thứ mà honor guma và rất quan tâm là pay đang làm gì và ở đâu vì tuyến đầu đó rõ ràng là một tình huống mà faker đã có đồng hồ kể cả faker như mình đã nói có mất mạng pha này của faker vẫn là một pha win trade là cái bot của genji thực sự là bị ngợp trong một điểm rơi phong độ không tốt giữ vị trí không ok lại còn bị đối phương nhắm tới nữa mà quả này châu vi không có tốc biến mình không nghĩ là châu vi sẽ chết đâu bởi vì con Azir này cũng rất là trâu và nó cũng có rất là nhiều máu nhưng mà nó mỏng nhưng mà rớt với con rác vẫn bơi vào băng trụ cùng với con nami của kerry vẫn giết được cả châu vi với sát thương tuyến sau đến từ guma tới kịp đó sau phần này thấy ok hai một hai một rồi anh em đánh đến quả băng trụ này mà giết được châu vi là thoải mái rồi vì lúc này thì pay đang trên bảng đếm số mà đâu có ai san sẻ gánh nặng cho châu vi đâu Chovy là mục tiêu duy nhất của Sigma tại thời điểm này. Nhưng mà sau vào đây là dân đi thay đổi nhá. Họ trực tiếp nhận ra vấn đề là thời điểm này không thể để cho Pay gánh sát thương được, họ phải có sát thương cánh trên thôi. Faker fan này lao vào và hút được rất là nhiều sự chú ý của Pay sau đó tốc biến đi được, còn phía bên kia thì Chovy bị kẹt trong Baron trừng phạt cũng là trừng phạt tốt hơn dành cho Honor nữa. Nên là sau Baron này là end game rồi. Câu chuyện này là câu chuyện end game. Guma phong độ Lucian quá cháy. Con Lucian này tín nhá. Mình cũng chưa đọc full pass note của bản MSI Nhưng mình nghĩ là nếu như không có sự thay đổi nhiều Thì Lucian đến MSI vẫn dùng được Vẫn dùng được À anh già đây thì quả này chiêu quá <cười> <cười> May là lợi thế 9.000 tiền Nên là quăng quả này nó cũng đỡ đỡ đó Nhưng vẫn năm quả quăng sứ giả hơi nặng nhá Hả? À, dừng phân tích á? Phân tích đến đây thôi hả anh em <laughs> Hai cái ván xem gì thắng Hai cái ván họ thay đổi ván pick hay vãi rồi không phân tích à <laughs> Còn nó men nhá Và Tessico bị chấn thương tay Thì chắc giờ vẫn bá chủ liên ninh cô anh Chấn thương thì phải cỡ chấn thương mà Họ là những người lên ninh tay rất to đó Rookie, The side. UZ LPL là khu vực đánh thuần kỹ năng mà các bạn LPL là khu vực đánh thuần kỹ năng Họ đánh tay rất to đấy Họ đánh xếp bạn đơn các bạn thấy là họ đánh cực kỳ hổ báo Và lối chơi của LPL cũng là một lối chơi cực kỳ mang thương tấn công ấy Trong thời điểm mà LPL đánh mạnh nhất của họ là thời điểm mà họ đánh tấn công rất mạnh Còn T1 hay là Kể cả thời đỉnh cao của T1 thì họ cũng là một đội đánh chậm và đánh macro mà Đánh đằng kiểu chiến thuật ấy Còn bên phía LPL họ đánh lạm dụng kỹ năng nhiều ấy nhưng mà lạm dụng kỹ năng thì cũng có những cái meta mà cái việc lạm dụng kỹ năng của họ đánh rất là ok. LPL thì họ vẫn đánh kỹ năng nhưng mà những mùa gần đây thì họ bắt đầu đánh theo kiểu là macro nhiều hơn rất là nhiều rồi. Càng ngày thì cái lối chơi giữa LPL và LCK nó sẽ trung hòa lẫn nhau. Ấy. LPL sẽ có lối chơi hổ báo hơn uh, LCK nhưng càng theo thời gian ấy, thì LPL lại càng đánh ra cái màu của LCK ngày xưa. Còn ngược lại LCK càng đánh ấy, thì họ lại càng tấn công mạnh hơn so với ngày xưa thời đỉnh cao của DK chính là thời điểm mà họ thay đổi cái meta của SK đó. Cái đợt mà T1 cứ đánh chỉ trì xong rồi nuôi rùa xong rồi phản công 10.000 tiền ấy. Nó quá lâu rồi. Đến 2019 là cái lối chơi nó bị cũ là meta liền à. 2019 nó thua mà. Đội hình super team của T1 2019 thua. Xong rồi DK 2020 họ bắt đầu lên ngôi đó thì là thời điểm đó là bên phía FCK người ta bắt đầu nhìn nhận lại về lối chơi và họ cũng thay đổi rất là nhiều rồi còn LPL thì tất nhiên là họ cũng cần phải học cái lối macro lối kiểm soát của bên phía FCK nữa nên là lối chơi hiện tại của LPL thì nó vẫn còn hổ báo nhá tí nữa mình sẽ ngồi reaction cùng các bạn cái trận giữa Jin Dong và Tony spot chiều nay các bạn sẽ thấy được cái lối chơi của LPL nó vẫn có được cái khả năng hổ báo nhất định nhưng mà nó cũng trầm hơn so với ngày xưa rất là nhiều thì tất nhiên là những người như là Uzi hay là Dersai thì họ vốn là những người đánh kỹ năng mà tay to Ok, ván 3 thì các bạn thấy là mấy quả T-Fi cuối thì vì t lệch tiền quá nhiều và Pay thì cứ lăn ra chết thôi Các bạn sợ săn dân tỉnh nhá Honor trừng phạt đây Honor trừng phạt là con dòng còn tuổi cho t thắng cái trận này nó dễ dàng hơn đây Giống như ván 1 thôi, bị Arcane ausmai thì thua sau khi nhận ra vấn đề ở hiện tại là không thể để pay gánh một nguồn sát thương nữa thì thay đổi Khazix bất ngờ không bất ngờ nếu lắp đây một con đấu sĩ vào đây không carry được các bạn thực sự luôn á mình nghĩ là không thể carry được nếu như không phải là Khazix. nó phải là những chất tướng Khazix, evelyn hoặc là Rengar gì gì đấy ở đây này còn những con như là xin dao hay là lee xin các thứ ở đây là khó nha hoặc là phải đánh kiểu Javan van mà Javan van ganh áp lực early xong lại còn phải đánh trích lỏ có thứ nhiều á Nhưng mà mình nghĩ là bởi vì Javan van nó sẽ counter được mấy con như phê nhưng mà bây giờ Javan van nó không còn ở trong meta nữa rồi Kha dích ác Kha dích này farm điên luôn, farm, farm, điên vô khủng luôn đấy Đầu trận là bot bị thọt Cặp Lucian Nami bị thọt cực kỳ nặng, cảm ơn dấu tên nhá Mình nghĩ là Smolder bây giờ thì không trụ nổi len đâu anh em Đi đường không nổi không trụ nổi nhiệt đâu anh em Với những cái chất tướng hiện tại như là Thalia đứng giữa xong rồi thì thêm kiểu Ari cái thứ đường giữa mà nó ram xuống đường dưới liên tục Smolder hơi bị ngập Mình cảm giác là các đội hiện tại không tự tin đánh Smolder Do đó nó cần quá nhiều thời gian Thì đây là một ván mà bot bên phía t có lợi thế anh em nhé Những con Wen của Zerd Không carry Không carry được Đi đường với Kin là thấy cũng không phải là một kèo đấu mà rớt được farm hơn đâu nhé Farm thua đó Cảm ơn bạn nhiều nhé Cảm ơn sự tham dân tỉnh nhé Thank you bạn Chúc anh Tùng nhiều sức khỏe Đi đường thậm chí là còn bị farm thua so với cờ sân tây của Kin mà không có mà hạ gục đầu trận nữa nên là con quen này không carry được không áp lực bọc sau được nó giống y chang con đã cho ván một là không có lợi thế đi đường không bọc sau hiệu quả và phía bên kia là một con kha quá khỏe của 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 Kennen nó tạo ra những biến số bắt lẻ đến từ bên phía của genji khiến thi bị bất ngờ ở giữa trận rồi thì con Aurelion xong với châu vi vẫn tín mà đây là một ván đấu mà châu vi tiếp tục thể hiện khả năng tác động Theo ván đấu rất tốt và cần thêm một người carry cánh trên thì vừa có cơ sân tây của kin vừa thêm Kha'Zix của ken nữa thì bộ ba cánh trên này chỉ cần hai trong ba người này khỏe thôi là đã gánh được cặp Lucian ami đường dưới rồi mặc dù Lucian ami rất là nặng ở early anh em nhé đi đường thu Aphelios lulu siêu nặng bị có sinh giao xuống giữa hai trụ mất quá trời way luôn nên là bên phía của gen họ đã thay đổi một cấm chọn sau khi hai ván thua liên tục diễn ra họ nhận ra là đường dưới của mình không đủ sức carry nhưng mà chưa anh cũng không để đánh kalista đâu anh em nhé con Kalista này là con Kalista cứu thua cho Pay và Lehen như mình đã phân tích Nó là con tướng để cứu thua cho bộ bóp bên phía của Genji Trong cái meta hiện tại là phong độ hiện tại họ không cao Thì cần đến Kalista để họ có thể có định mệnh vệ gọi để giúp Lehen mở Hay là để đi đường ok trước bộ bóp phía T1 Thì là phía T1 sẽ phải ban đó Ban dây, ban rumble, ban TF của Kin nhưng mà vẫn còn con cờ sân tây ở đây Wen này pick vào không đất diễn Và câu chuyện ở đây là như mình đã nói đó quá phụ thuộc vào một con tướng là một điểm yếu lớn trong ban pick. Nếu như pick những đội hình như là Aatrox hay là Gwen đánh các đội khác như là Hanwa à đánh với DK mình nghĩ là mức độ hiệu quả nó vẫn sẽ rất cao đó. Hay là các bạn thấy là Lucian và Nami đi. Ví dụ như Lucian Nami ở vòng bảng các bạn thấy đánh với Genji là thua, đánh với cả uh, uh, Hanwa nhiều khi cũng thua đó. Nhưng mà từng đối thủ nó sẽ khác đó các bạn, từng đối thủ nó sẽ khác nó sẽ có những cái ban pick mà nó sẽ hiệu quả khi đánh với đội này nhưng không hiệu quả đánh với đội kia ví dụ ban pick này của thiên hoàng có thể đánh cùng với dk hang qua mình nghĩ là vẫn vẫn đánh ok nhưng riêng đánh với bên phía của genji mà chỉ có một con vên á là không được nha là không 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 đủ khả năng để ban pick với họ nha cảm ơn thiện không béo nha Tài ai cũng năm ngón mà sao cho vi farm cháy vậy Ván này là Honor đầu trận cũng đã gọi là bao sân rất là tốt xuống đường dưới và Honor phải bỏ rất là nhiều rừng anh em nhé. Honor phải bỏ rất là nhiều rừng trên để cover cặp bot. Mà cặp bot ở phía T1 đang đảm bảo được khả năng đi đường mà. Afe cũng là một con tướng carry ngon mà. Nhìn tranh lệch này anh em này. Đánh Lucian Nami gì mà thua đường hai mươi mấy CS như thế này. Cái này cái này là bị outlanding siêu nặng với cái liều thiếu đốt nữa nha anh em nhé. Nhưng mà đường giữa Chovy farm ổn. Cannon thì farm rất là cháy máy gần như là farm ngang đường đơn luôn. Farm hết rừng trên của xin giao nữa mà. Thì ván này là Honor nó phải hy sinh dừng cánh trên để nó xuống cánh dưới hỗ trợ cặp bot đi đường áp lực Nhưng mà về khả năng gánh team á Aphelios của Gumaoshi không gánh tín bằng con khá của Cannon Do là Aphelios nó phải đánh team fight còn Cannon thì lại đánh theo kiểu bắt lẻ Đây, những cái ván đấu này là những cái ván đấu mà Honor sẽ bị thua farm so với Cannon Thua farm mất kiểm soát cánh trên Kéo thế đó là rớt đi kèo 1-1 thì cũng không có lợi thế trước cờ sân tay của Kin Nhờ bot có một lợi thế như thế này là điều kiện thắng Aphelios được đảm bảo còn Gen.G lúc này thì họ suy nghĩ câu chuyện đổi đường và đổi mạng thì pha này đổi mạng mình nghĩ, mình nghĩ là bên phía của thi không lỗ đâu pha đổi mạng này không đến mức gọi là lỗ vì họ cũng triệt tiêu được lính và họ cũng có được mạng ngược trở lại với chiến công đầu cho faker nhưng không đến mức gọi là bị đổi lỗ nhờ vì là faker ăn hai mạng còn rất thị thọt nên là đánh một hồi thì con cờ sân tây Nó khỏe hơn so với con quen nhờ bot thì a phê khỏe này anh em bốn nước khiên trụ này tranh cs này pay vẫn chết này mất hai spell này thì đây là pha đổi chắc không hề tệ vi cũng chỉ có hai để hỗ trợ thôi nhưng mà Ken ăn được mạng Ken ăn được cái mạng này và sau đó thì còn Dích này đến giữa trận nó thể hiện những khả năng bắt lẻ tốt quá. Lại một lần nữa, Kin dùng TP để ăn rồng cho bên phía của Genji. Lại một lần nữa Thi One có rồng trước và họ bỏ rồng sau để giúp cho rớt được farm lại. Những cái nhịp farm lại này của rớt cũng không đủ để thắng cái kèo cơ của Kin nữa. Ván một là ván mà ít nhất là rớt còn farm lại được và farm hơn so với Kin bởi vì là Kin không có TP với con Rumble. Nhưng mà ván này là Kin có TP và không bị thua farm quá nhiều so với Wen, thậm chí là farm tốt hơn dạo giữa trận nữa. Thì chỉ cần đóng kháng phép thôi là hai đường đơn phía T1 bị mất đến rất nhiều sát thương rồi. Còn trong team fight mà gặp sát thương vật lý của Gumayoshi thì sẽ có những người gánh phụ. Thì các bạn thấy là một pha bắt lẻ, các bạn thấy là Kha'Zix cấp 12 bắt lẻ mà con sinh ra cấp 11 dễ, dễ thật sự. Mà thay vì là ở khu vực cánh dưới trong pha này thì Kennen quyết định bấm B về anh em nhé. Kennen quyết định bấm B về chạy cổng thông đạo đi ra và cái biến số đi chuyển bằng cổng thông đạo của Kennen khiến cho Honor bị chết cái quả này. Chẳng có con tướng nào bắt được con sinh ra quả này 1-1 một một nữa không phải là Kha'Zix anh em mà. Chẳng có con tướng nào cho cái meta này mà giết được con sinh giao cú này hết anh em chỉ có Kha'Zix mới làm được thôi Mà chỉ có Kha'Zix của Canon mới có thể giúp Genji thắng được một cái game mà con Aphelios đang thua Con, con Lucian đang thua farm Aphelios 40 CS như thế này Đây Ván một thì là con Atrox Last Pick không hiệu quả Và ván này là một con Gwen cũng không được chăm sóc thì cũng không hiệu quả luôn Không có áp lực bọc sau luôn thì 100% cây máu xin giao cấp 11 còn tốc biến mà vẫn chết quả này thì <laughs> Chỉ có nó giết được chứ còn ai giết được anh em Dây chuyền trục tội hay là bán thương hay là tốc biến còn nguyên Không 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 cứu nổi ấy các bạn Xong rồi đây Khu vực rừng này tại sao bị mất kiểm soát Khu vực rừng này tại sao lại bị bên phía của Genji đánh mạnh đến như vậy Là bởi vì con Kha'Zix bắt lẻ được con si ra quả này Mà tại sao bắt lẻ được Các bạn nhìn chỉ số pha các bạn sẽ thấy à Con si ra điểm mạnh của nó là gì Là nó sẽ nhường được cái bãi chim này Sói này Dành cho Aphelios Để Aphelios tăng đồ nhanh nhất có thể theo thời gian nhưng mà Kha'Zix thì nó không cần phải nhường farm cho Lucian Bởi vì nó là con tướng rừng carry Nếu các bạn có xem những cái giao án mình làm về con Kha'Zix của một bom an tram Trung Quốc bên văn phòng sư cấp trung á Các bạn sẽ thấy được cái sức gánh tìm của Kha'Zix nó khủng khiếp cỡ nào đây là một ván mà Ken còn phải lên kiếm âm u anh em nhé, tức là cái lượng sát thương nó không bằng những cái món trang bị như kiểu là mãng xà kích hay là kiếm ma du mua các thứ đâu, nhưng mà vẫn khỏe, farm gần như là tối đa cho khu vực rừng với Kha -dích và cầm hai đồ sát lực đi cắt nhìn ngọt sớt luôn. mà rõ ràng khi không có ven khu đường trên để hạ carry thì rớt với những chất tướng đấu sĩ như là hay là Wen thì không có tiếng nói không có đủ khả năng đi đường với một đường trên đi đường chắc như là Kim thực sự là Kim đi đường cực kỳ chắc anh em nhé nên là việc mà bên phía T1 không có được ven nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến phong độ carry của rớt phải có những con như là ven mà phải có thêm những con khác nữa cùng với chất tướng như là ven để họ có thể giúp cho rớt tạo được sự khác biệt với Kim đấy còn Kim đánh quá an toàn Kim thực sự là xử lý chất tướng mắc binh luôn đấy pick kèo nào là đánh chất tướng ra kèo đấy luôn anh em ạ à. Xử lý không bao giờ thấy kiểu bị sai chất tướng hết Và sau pha này bên phía Siwan bị mất rớt luôn rồi Bỏ bắt buộc phải bỏ Cái phần còn lại của Siwan thì Rõ ràng là khi Kennen chết quả này thì các bạn thấy là Chovy cũng còn gánh lượng sát thương quá lớn đi T1 thì bị mất khổng lồ hóa, mất phân chi thiên hạ, không còn tốc biến, mất tốc biến chiêu cuối của Honor các thứ nữa. Thì rớt kể cả được cái bạn shutdown này của Kennen cũng phải bỏ mạng rồi. Mà con Lucian này của Pay thực ra là bị thua tầm chục CS nhưng mà cái chất tướng Lucian nó là như vậy anh em à. Nó thắng thì nó đàn áp người ta đó, nhưng mà nó thua nhưng mà đến cái tầm giữa giữa, giữa trận mà nó hai đồ nó vẫn có tác dụng nha. Mặc dù là ván này khởi đầu là Pay bắn thanh chừng mù mắt lắm. Nhưng mà đến giữa trận chỉ cần phụ phụ thêm một tí đam thôi thì nó gọi là hoàn thành trách nhiệm của Pay khi mà cánh trên của họ cánh trên của Genji nó có phong độ carry quá là tốt đi. Mái quả này là cái quả mà nhìn ảo ha. CxT di chuyển tạt cánh với tốc hành và Guma đứng cao không có gì để chạy cả, Lulu có đứng kế bên kể cả là phần này có R mình nghĩ vẫn chết thôi à CxT tốc hành và nó đẩy quả này sao chịu nổi Aurenson đến sát thương như thế này nữa Khó luôn đấy chứ Mà khởi đầu là con Aphelios vẫn đang farm hơn 40 CS so với Lucian 250 CS sau 2-3 phút không yếu ấy, anh em nhé. Nhưng mà để bắn vào CxT thời điểm này là quá khó Và đến thời điểm này là thấy, thấy, thấy trận giữa trận là nó hơi khó khăn lên phía T1 rồi Vừa là Aurelion Son khỏe Vừa là Khazik khỏe Vừa là những pha tấn công mà rõ ràng là bên phía của T1. Pha này là honor hết máu anh em ạ Pha này là honor dính loạt thanh trừng của Pay và hết máu đi về Ngay lập tức Genji ăn Baron với cái tốc độ của Aurelion Son Rồi thêm Khazik tìm hóa quy nữa Quá nhanh Quá nhanh đi Và câu chuyện team fight ngay sau đó thì sao Có xin còn tốc biến còn bán người thương chết chay một quả như thế này thì Làm gì có con rừng nào làm được chứ Khazik anh em <laughs> Mà quan trọng là Kennen phải đánh kha thích đủ hay để mà farm được và gánh team được Và tạo ra cái thế như thế này thì Kennen là người đủ khả năng làm điều đấy Với khả năng đánh rừng carry của Kennen Chết honor, chết chay một rừng Màn trời giáng thế toàn bộ đội hình Gwen không có áp lực Mặc dù pha này Faker tốc biến đẩy Cái góc đẩy của Faker không đẹp Nhưng trong trường hợp các bạn tưởng tượng là pha này có đẩy được về mồm của Guma cũng không phép ở đâu anh em à Phía bên kia còn nguyên 1, 2, 3, 4 cái tốc biến đến nơi này Chỉ có Vi đang trong thời gian hồi tốc biến thôi nhưng mà đẩy kể cả là đẩy vào đến đây á Thì cũng chưa chắc đã giết được đâu anh em ạ à. Vì còn có mình Guma Rớt à. nằm, Faker nằm, Honor nằm Faker tốc biến đẩy vào đây Thì con Aphelios này có bung tất cả mọi thứ ra Chưa chắc đã giết được phần còn lại của Genji Thì đó Châu Vi không hề đơn độc Châu Vi có Cannon, Châu Vi có Kin trong ván này Pay mặc dù đầu trận khởi đầu rất tệ Nhưng mà đến giữa trận vẫn ba đồ sớm hơn so với Guma Và vẫn có một loạt thanh trừng để ép Honor về Một quả mất Baron thì sau ván này là bên phía của T1 phải ban con Kha'Zix dích ván năm luôn mà bắt buộc phải ban đấy anh em vì nó tạo ra quá nhiều những biến số mà bên phía T1 không kiểm soát được trong khoảng thời gian vừa qua chắc là họ cũng không đấu tập gặp con Kha'Zix nhiều đâu họ cũng chẳng biết là Kha'Zix dích thời điểm này nó là sức mạnh như thế nào thì khi mà bên phía của gen z chuẩn bị được Kha'Zix thì bên phía T1 cũng phải chuẩn bị được những con khác thì họ chuẩn bị được con vên á thì bên phía gen z cũng sẽ ban con vên này thôi coi như cả hai bên đều ban những con gọi là uh, Pick uh, pick lỏ của đối phương và ở tại ván này thì Kim lại lấy được con cờ sân t slot 4. Nhìn đội hình này lại thấy là Cannon lại chấp nhận làm nền rồi, nhưng Kim lại có cờ sân t. Vấn đề ở đây là con cờ sân t này nó có khả năng carry trong vai trò một con tanh nó không phải là sai nó không phải là một con sai đường trên, nên là khả năng carry nó được san sẻ cho có kiểu châu vi quá nhiều. Pay ván này thì coi như là là gánh nặng, Pay ván này tiếp tục lại là gánh nặng. Nhưng mà hai đường đơn của họ vẫn gánh được nha Trong một ván đấu mà Cannon họ đã ban được Khazik của Cannon rồi Nhưng rất tiếc là con cờ sân tây của Kin quá khủng khiếp Đi đường mà solo kill được rớt tới hai lần Điều mà không dễ để mà có một con trục trị có thể làm được Nếu như lắp rách sai ở đi cái thứ vào đấy chưa chắc đã giết được con rác như thế đâu anh em ạ à. Nhưng con cờ sân tây của Kin giết được rớt hai lần Và vào tim fight làm được quá nhiều thứ đi Đặc biệt là những pha chơi khô máu Hai hàng da đen một thằng cầm súng à thua thằng đánh tay ạ ảo ma canada thật sự guma đánh hay lắm rồi đấy anh em ạ à. guma cầm lucian bắn cháy lắm rồi đó mặc dù không có mạng nha nhưng mà nó bắn vẫn là rất là áp lực thậm chí là có những pha giết được kill nhưng mà không ăn được mục tiêu lớn không ăn được game ấy đi đường là cái bot bên phía genji chuối free luôn là chuối free luôn anh em nhé nhưng mà ván này bị một cái là Genji có linh hồn dùng lửa cho Koki của Chovy Combo nó cực kỳ hủy diệt Combo siêu hủy diệt Koki ăn chính công đầu có bùa đỏ đè lên Orianna chơi được luôn Đứng trên solo kill cho Zeus À nhầm solo kill cho, cho Kin Zeus bị solo kill hai lần liên tục Một lần đứng trên một lần đứng dưới Là thấy cờ sân tên này khỏe rồi Nó khỏe lắm rồi Mặc dù đến giữa trận thì Lucian của Guma vẫn bắn được Nhưng mà thế trận vẫn là quá khó khi để đối bên phía của Genji có được con rồng lửa Cho con cocky của Chovy Pha vẫn rất ổn ha Mặc dù chết ngược một mạng vì ganh không được con Orianna của Faker Bị chết ngược một mạng này nhưng mà con cocky này vẫn farm ok Nói chung là vẫn tăng tiến sức mạnh để đều, đều theo thời gian Bót quả này bên phía Genji băng trụ ảo vãi Cái En Poppy ở góc này vẫn stun được Cái E nó dài vậy E từ chỗ này E từ chỗ này luôn anh em Keo nó đã ngoảnh mặt ra một nhịp rồi anh em nhé Nó đã giật ra một nhịp để né góc trụ rồi đó Mà Poppy ủi E từ đây, đến đây vẫn stun ạ Kiểu quả này mà không bị stun là Keo đã flat đi né chiêu cuối của Lehen là nhiều khi lật luôn đó Nó flat né chiêu cuối của Lehen là nó sẽ đẩy được cái thợ đại hồng thủy này Vẫn có được một mạng dành cho Genji với tướng băng trụ nhưng mà mạng dành cho Lehen Ít nhất là con Eni ván này còn áp lực mở bằng tốc biến chiêu cuối được rất là nhiều lần ép được spell của Gumayusi á vi vẫn phan tín ha, cầm được uh, gói hàng đi ra và, và cái biến số này đây này anh em này Con rồng đầu thuộc về phía Genji Con rồng đầu thuộc về Genji, chứ nếu nó thuộc về T1 thì T1 có thể cân nhắc câu chuyện bỏ rồng Giống như ván đấu trước đó Nhưng vì ván này là Genji ăn được rồng 1 nha Nên cái áp lực linh hồn rồng nó đến rất là sớm trên phía Genji khi họ ăn được hai rồng liên tục Lại là linh hồn rồng lửa nữa Nếu là rồng gió thì đỡ rồi Nếu rồng gió thì đã là quá đỡ cho phía T1 rồi Đây bị solo kill quả thứ hai đây. Xử lý chất tướng quá quá tốt của Kin luôn. Trọn vẹn luôn anh em à. Chậm nửa giây là cũng nhiều khi con rác nó sống đó. Mà không dùng cái R để cancel cái E con rác cũng nhiều khi không giết được luôn. Đánh thế này thì bảo sao không MVP anh em. Xử lý chất tướng tanh mà lại còn ăn được mạng solo kill con tanh phía bên kia. Mặc dù đến giữa trận thì các bạn thấy là Lehen với là Pay thì vẫn hơi chuối free nhưng mà Genji họ vẫn giao tranh ác quả này cũng... <laughs> Ê, quả này quả cũng cũng nặng nha quả này cực kỳ nặng luôn đấy tiền thì đến thời điểm này đang thua tầm gần 2 k nhưng mà cái thế này là cái thế mà Lucian vừa bốc được Lehen hai spell hai spell của Annie trắng cây máu Annie bắt buộc phải back về Bách về quả này là thư ăn 5 đánh 4 với thế sứ giả đứng giữa. Anh cơ hôm trước thấy trụ sở T1 bị gửi xe tải đến, nên nay cũng lái xe tải đến trụ sở cân. Cảm ơn bạn Ngọc 2K9 nhé. Pha này vừa là cái thế sứ giả đứng giữa của T1 này, vừa là cái thế lê hen hết hai spell không mở được nữa. Genji 4 đánh 5 pha này. 4 đánh 5 pha này Genji có cái gì đâu các bạn? Không tốc biến cannon. Không lê hen. Một Jerry thua một trang bị gần như là nửa trang bị một cái BF so với cả một cái đại bác Của Lucian Một T1 còn full 5 tốc biến Một con rồng lửa thứ ba mà cản được mạch rồng của Genji Không cho đối phương lấy cái linh hồn rồng lửa cho Koki <laughs> Con Poppy của Canon chỉ chờ như đây thôi anh em à Thực ra người duy nhất có khả năng lái sứ giả là rớt Nhưng mà mình nghĩ là <laughs> Không lái sứ giả pha này anh em nhé, Để nó tự hút đừng ai lái sứ giả trước mặt con Poppy con Poppy nó bật cái không thể lái chuyển được đứng ngay đây là ai bị kẹt lại pha này cũng đều là một pha vào trong trụ của Genji hết không ai nên lái con sứ giả này để cho nó tự hút vào thôi đừng raising <laughs> đừng chui vào sứ giả mà lỡ có chui vào sứ giả rồi ấy hút nó vào tường đi bộ ra thôi cho nó tự đi bộ vào nó nó là phần việc của nó ít nhất là với sứ giả là Thiwan đã có một quyền đẩy trước khu đường giữa so với đối phương Đối Phương sẽ mất thời gian để lại dọn sứ giả. Đó sẽ là một nhịp di chuyển ra của T1 với đầy đủ phép bổ trợ và khả năng mở của họ để chiếm lại tầm nhìn hoàn toàn tại khu vực này. Mà khi không có tầm nhìn có khi không bóc được. Annie thì hết máu đi về. Thế nhưng một um, cú lái sứ giả của Faker dính không thể lay chuyển và nó làm mất rồng ba của T1. Thay đổi hoàn toàn cục diện ván đấu sau khi có được rồng ba cho Genji. Họ kích hoạt linh hồn rồng sớm. Có kỳ cầm hỏa khuẩn linh hồn rồng lửa bốc phát nửa cây. Ôi. Ayo. Mà pha này là một pha mà khiến cho Faker không biết là có bị tâm lý hay không nữa Nhưng mà sau cái quả này nha Hiện tại là một con Oriana farm bằng thời gian nha Sau cái quả này mình cảm giác là Faker cứ bị ao đồ kiểu gì ấy Có khi nó 5 đồ mà cứ thấy con Oriana có 3 đồ rưỡi à Có 3 đồ mà lại còn cái dây chuyền từ dây truyền sự sống chứ không phải là dây truyền chứ nữa là kiểu bị bị đứng đồ cực kỳ lâu luôn á, mình cảm giác là những cú xoáy lệnh sống của Faker nó không có áp lực, nó không có áp lực về mặt sát thương ấy, mình cảm giác là cái lệnh sóng âm của Faker nó không phải là một yếu tố có thể thay đổi được cục diện ván đấu. Trừ khi xoáy tầm 4 người trở lên. Phan này kinh tanh tín hả? Có kỳ cầm gói hàng. Sứ giả phan quyết trượt. Loạt thanh trừng của Guma cũng không hiệu quả. Chovy lướt thẳng lên với một cái gói hàng cường hóa và rớt lại bị bóc nội tại. May là Honor vẫn trừng phạt lấy được con rồng nhưng mà cái kết, kết giao tranh này vẫn là giao tranh thua thôi. Vẫn là giao tranh thua thôi anh em ơi. Đây là thời điểm này Faker hai đồ bị đứng đồ rất là lâu sau đó có được cái mũ phù thủy thì bị kẹt ở cái mũ phù thủy lâu quá. Đánh linh hồn rồng lửa cho phía Genji luôn rồi. Đánh những linh hồn rồng lửa là thấy game nó bắt đầu khó khó rồi Một quả sứ giả phán kích không tầm nhìn của Ken này mà để được Honor về là không có cơ hội trừng phạt nữa rồi anh em nhá tầm tối đa luôn đấy Khó cho honor luôn đấy Không được trừng phạt luôn Sau đó thì mất cái bán người thương không tanh được tuyến đầu luôn này có mất một cái thảm lửa cường hóa thôi Nhưng lấy được cái cái cái, cái, bán người thương của honor Quả này là quả mà rớt phải mở bằng tốc biến thì bất ngờ đấy anh em nhé Phía bên kia là hai cái tốc biến của Cocky và Jerry thì bắt buộc phải tốc biến mới mở được. Và pha này mở thì không có đủ CC ấy một pha flat lên QE nhưng mà bị W Poppy cản lại một nhịp và không này 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 được con Jerry về đây thì hơi cúc à Không tạo được đột biến với quả mở này thì hơi khó cho bên phía Sion. Mặc dù ngay sau đó là Kin vẫn bị con Lucian của Guma bắn hạ một mạng rất là quan trọng. Dù cho có được con Baron nhưng mà đây một pha giết được Kin rồi đấy anh em này, bắn chết được Kin rồi đây. Và có cả Baron nữa có được cả baron trên phía nữa tức là mất linh hồn rồng mà đánh được ra cái thế mà có được baron và cân được tiền như thế này là hay lắm nữa là con lucy này nó làm một cái điều gì đó rất khủng khiếp nó có thể cân bằng được cái áp lực linh hồn rồng với một cocky <laughs> gần full đồ anh em nhé còn đây là thời điểm mà 35 phút faker có được ba đồ và nó bị đứng cái đồ này lâu quá cái lượng trang bị này của faker nó bị đứng ở đây hoài nó thành một cái dây chuyển sự sống nó cứ đứng hoài anh em ơi cocky thì nó tầm này nó bốn đồ rưỡi rồi mà poke linh hồn rồng lửa thì cũng thấm nữa mà cái pha team fight bên phía Genji họ giao tranh rất là hay Hai chống chịu tuyến đầu của họ ra vào giao tranh quá hay anh em ạ. À. Mình cảm giác là những chống chịu tuyến đầu lúc này đối mặt với Lucian Fundo của Gumaoshi vẫn có thể chết đó. Nhưng mà Kennen tanh một chấm máu đi ra xong Kin vào thay tua. Rớt cũng bơi thẳng vào tuyến sau nhưng mà vào tuyến sau bên phía của Genji thì rõ ràng là bên phía của t họ cũng uh, bị con kỳ với con Zeren bắn hạ con rác này nó sinh ra là nhanh quá. Sinh ra mất rác thiên thần, rác cũng mất mạng. Kennen tanh một chấm máu đi ra đấy anh em này dính thanh trừng tung sứ giả phán quyết sau đó thì đi ra với một chân máu kim thay tua kim thay tua lại còn mở đường và chơi khô máu được guba Yusi đây bị bắn một mình đánh hai carry đối phương phía bên kia cũng là câu chuyện của xin giao và rác một vết hai carry đối phương nhưng mà xin giao chịu không nổi rác của rớt cũng chịu không nổi nhưng mà con cờ sân là chịu nổi nha còn poppy này chịu nổi đi bộ ra được một máu cờ tê thì có một pha chơi khô máu được xạ thủ đối phương vào tầm hoạt động đến từ các carry tiến sau nữa Ui, con tướng này Vãi cả trưởng Chưa thua nha, quả này vẫn chưa thua nhá Nhưng mà vào cái thế khó quá rồi Vào cái thế mà con Cờ sân Tế nó làm cái gì đây Đây có hẳn là một con tướng không đấy cái gì mà có một con cờ sân nó vào nó kích khiến băng nó lên nó một mình nó lùa 5 người nó xong nó quy 3 4 người cái gì đây. What the What? Cậu thấy cái hay ở Genji Van Pick chưa? Cậu thấy cái hay ở Genji Van Pick chưa? Họ không bao giờ để cho Vi đơn độc tại thời điểm này. Họ biết là play thời điểm này đang ở phong độ quá thấp và không phải là nguồn carry tín đúng không? Cho Kim Cờ cho Kennen Kha'Zix hoặc cả hai. Kha'Zix cùng với Kin cờ sân tê. <laughs> con Baron này nó không phải là một con Baron mang lại nhiều đam trên phía của Genji nhưng mà họ lại có được cái gói hàng đúng cái thời điểm cầm Baron nên là họ end được game luôn. End the game luôn anh em. Đùi bên phía T1 thì đội hình này con Orion nào Faker bạn thấy là từ 35 phút đến 41 phút vẫn đang bị đứng ở cái đồ như thế này. Gần như là bị đứng đồ trong khoảng chừng gần chục phút luôn á tức là con Oriana của Faker đồ như thế này là xoáy không có đam dứt điểm phía bên kia thì là vừa man vừa giác thiên thần hai cái hai carry hai giác thiên thần cờ sân tây Poppy Tanh tuyến giờ là, là quá tín rồi con Oriana của Faker mà không có đam thì rõ ràng đội người phía T1 bị phụ thuộc đam và Gumayusi quá nhiều mà đến thời điểm này là Gumayusi bị đứng đồ rồi đứng đồ rất lâu rồi và đép được Mega hay không thì không đép được mình đang nghĩ đến câu chuyện là Tiwan có thể đép được Mega à, bởi vì những cái Mega bây giờ thì full đồ thì đép rất là dễ nhưng mà nhìn lại Faker bị thọt đồ quá và có Lucian một mình nó sẽ không dọn được uh, cái lượng lính quá lớn đi. Và phía Genji thì họ chỉ đơn giản là đẩy vào và sau đó end game bằng một tình huống giao tranh với lợi thế lính thôi. Pha này hai cái tác thần của Jerry với là Koki thì win rồi. Nhờ ván này mà kéo được tầm 42 phút là T1 cũng đã có một pha xử lý giữa trận rất là hay của Gumayusi với Lucian. Không không không. Lucian không 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 thôi anh em nhé. Mà xử lý đủ áp lực để giúp cho T1 kéo đến 40 mấy phút trong một ván đấu bị mất linh hồn dòng lửa. Vào tay Koki thì đây là một trận thua rất đáng tiếc của T1 nhưng mà cũng phải có một lời khen cho phía Gen Z là họ thích ứng rất là nhanh trong một trận đấu BO5 mà họ đã nhận ra được sai lầm sau khi bị dẫn trước 2-1 để họ thay đổi bán pick. Họ thay đổi ván pick ván 4 ván 5 rất hiệu quả, rất rất, rất có lời khen cho Gen Z. Mặc dù phong độ không tốt của Pay nhưng mà cánh trên của họ vẫn có thể carry, ban huấn luyện cũng làm việc tốt. Còn T1 thời điểm này thì nói chung là đến được trận chung kết mà đánh được một trận BO5 gọi là ra ngô ra khoai sòng phẳng với Gen Z cũng là một nỗ lực của tập thể T1 sau khi bị đi đót trong một khoảng thời gian vài tháng liên tục. Thì rõ ràng là bên phía t cũng đã thể hiện không hề tệ trong cặp trận b 5 này. Nó không phải là trận thua 0-3, SML giống như những cặp b 5 trước đó hay là uh, nó là một trận mà chất lượng chuyên môn thấp, đây là một trận chất lượng chuyên môn cao. Và tất nhiên là cả hai đều là những đại diện của LCK thì fan LCK có thể gọi là vỗ ngực nói đây là hai đội mạnh nhất mà tôi mang ra. Đây là hai đội mà tôi tự tin là sẽ có thể mang lại chức vô địch MSI với mặt trình diễn của họ và với một điều kiện tập luyện tốt hơn MSI chẳng hạn thì có thể thi An sẽ lấy lại phong độ cho tất cả các thành viên của họ và họ có thể bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua bị DDoS đó đấy các bạn họ bị họ bị mất kiểm soát meta có thể gọi là họ bị họ bị làm quen với meta quá chậm sau khi bị DDoS thì bây từ từ bây giờ cho tới MSI là một quãng thời gian tầm 2 tuần hai tuần này là hai tuần mà thi An sẽ cần phải có những sự chuẩn bị cho cái meta tại MSA nó như thế nào đánh giá meta MSA ra sao điều đó họ đã làm rất tốt tại chung kết thế giới anh em nhé họ đã đánh giá chung kết thế giới với một cái meta rất là tốt và họ sau khi thấy được rằng đánh theo cái meta các đội khác không ok họ tự suy nghĩ ra meta của mình và họ đánh rất là hiệu quả dựa trên những kiến thức của họ thì mình nghĩ là trong hai tuần này t1 có thể sẽ tiếp cận meta MSI với một cái tốc độ nó nó nó, nó kịp thời hơn so với đợt bị đi đót này và họ sẽ có thể có được cái màn trình diễn hoặc là cái lối cấm chọn nó thú vị hoặc là nó sáng nước hơn ở tại kỳ MSI năm nay. Uh, hy vọng là San Trung Quốc thì không bị điốt nữa. Còn Gen thì vẫn là dòng số 1 và họ vẫn đang rất là khát khao trong việc là chứng minh mình ở tại quốc tế sau khi mà họ không có được danh hiệu quốc tế trong năm 2023. Uh, năm nay họ lấy một đội hình khác với Kin, với Canon, những người mà ra quốc tế họ đánh y chang như trong giải quốc nội là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là họ có một adn vô địch quốc tế đó chính là canon thì phanzenji cũng có thể gọi là có nhiều thứ để kỳ vọng ở tại kỳ msi năm nay còn việc mà họ có phá dớp được hay không thì không biết anh em nhé à, tùy vào mà trình diễn của họ hay là tùy vào các đội trung quốc vì lpl có bog và cả tốt sport nữa thì đánh sân nhà thì lpl biết đâu họ lại cũng có thể có được mà trình diễn tốt ví dụ như đội hình super team của bog mùa này chẳng hạn thì còn rất là nhiều thứ tại msi và chúng ta sẽ chờ đón trong khoảng hai tuần nữa anh em nhé còn clip phân tích thì mình chỉ phân tích đến đây thôi anh em ơi phân tích nhanh đến đây thôi clip phân tích nó cũng kéo cả tiếng đồng hồ vì cái highlight cũng dài quá cặp trận này là cặp trận chung kết hay mãn nhãn đến từ cả hai bên kịch tính đau tim và cũng có những ca pha tấu hài <laughs> nó không phải là thời điểm đỉnh cao phong độ của cả hai nhưng mà cả hai đã đánh tốt nhất những gì mình có tại thời điểm này rồi mình nghĩ đây là một trận mà cả hai đều xứng đáng nhận những lời khen hy vọng là họ sẽ hiện tốt ở tại MSI thôi